Lời xin lỗi muộn màng của Min Min, TikToker nhập viện vì sử dụng bóng cười. TikToker Min Min cảm thấy hối hận vì sử dụng chất kích thích, đồng thời gửi lời xin lỗi đến khán giả, những người luôn yêu quý cô suốt thời gian qua. Chiều ngày 23 tháng 7, TikToker Min Min gây lo lắng khi đăng ảnh nằm trên giường bệnh, đi kèm với dòng chú thích, tạm biệt mọi người. Tuy nhiên, trong livestream tối cùng ngày, ai nấy đều ngỡ ngàng khi biết được nguyên nhân cô nàng nhập viện. Theo đó, mẹ Min Min tiết lộ vì sử dụng bóng cười quá liều nên phải cấp cứu trong tình trạng ngộ độc khí N2O. Từ trước đến nay, trên các nền tảng mạng xã hội, Min Min luôn xây dựng hình ảnh là một cô gái cá tính, trẻ trung và năng động. Giờ đây, sau khi biết tin nữ TikToker nhập viện vì ngộ độc khí cười, thay vì thương cảm thì netizen lại quay xe chỉ trích, bày tỏ sự thất vọng. Ngay chính bản thân Min Min cũng tự nhận thấy điều này, vậy nên cô đã gửi lời xin lỗi đến những người luôn yêu quý, quan tâm mình suốt thời gian qua. Trên trang cá nhân, Min Min viết, mình đang cố gắng để chữa trị rồi, mình xin lỗi. Min Min, tên thật Trần Minh Nghĩa, sinh năm 2002, là một nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng khi sở hữu kênh TikTok hơn 3,7 triệu người theo dõi. Trên sóng livestream, Min Min cảm thấy hối hận khi sử dụng chất kích thích, ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân và những người xung quanh. Hiện tại, cô đang gác lại mọi công việc để tập trung cho việc chữa trị.